tất cả chư phật biết tất cả pháp vốn vô tướng mà hay sinh ra trí huệ thấu rõ các tướng tất cả chư phật biết tất cả thế giới không có thành hoại mà hay sinh ra trí huệ thấu rõ thành hoại tất cả chư phật biết tất cả pháp không có tạo tác mà hay sinh ra trí huệ biết nghiệp quả tất cả chư phật biết tất cả pháp không có lời nói mà hay sinh ra trí huệ thấu rõ lời nói tất cả chư Phật biết tất cả pháp không có nhiễm tịnh mà hay sinh ra trí huệ biết nhiễm tịnh tất cả chư Phật biết tất cả pháp không có sinh diệt mà hay sinh ra trí biết rõ sinh diệt đó là 10 Phật tử, chư Phật Thế Tôn có 10 thứ Pháp vào khắp. Những gì là 10? Đó là tất cả chư Phật có thân thanh tịnh, vi diệu vào khắp ba đời. Tất cả chư Phật thảy đều đầy đủ ba thứ tự tại giáo hóa khắp chúng sinh. Tất cả chư Phật thảy đều đầy đủ các đà la ni, thọ trì khắp tất cả Phật Pháp. Tất cả chư Phật thảy đều đầy đủ, bốn thứ biện tài, chuyển khắp tất cả bánh xe Pháp thanh tịnh tất cả chư Phật thảy đều đầy đủ đại bi bình đẳng, luôn chẳng xả bỏ tất cả chúng sinh. Tất cả chư Phật thảy đều đầy đủ thiền định thâm sâu, luôn quán sát khắp tất cả chúng sinh. Tất cả chư Phật thảy đều đầy đủ căn lành lợi tha, điều phục chúng sinh không ngừng nghỉ. Tất cả chư Phật thảy đều đầy đủ tâm vô ngại khắp an trụ tất cả pháp giới. Tất cả chư Phật thảy đều đầy đủ thần lực vô ngại, một niệm hiện khắp chư Phật ba đời. Tất cả chư Phật thảy đều đầy đủ trí huệ vô ngại một niệm khắp lập số kiếp ba đời đó là mười phật tử chư phật thế tôn có mười pháp rộng lớn khó tin thọ những gì là mười đó là tất cả chư phật đều tiêu diệt được tất cả các ma tất cả chư phật đều hàng phục được tất cả ngoại đạo tất cả chư phật đều điều phục được tất cả chúng sinh đều khiến cho họ vui thích